Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một loài cá nước ngọt vô cùng ấn tượng và đặc biệt, đó chính là hồng mi Ấn Độ. Loài cá này không chỉ nổi bật về vẻ đẹp mà còn về sự hấp dẫn trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng. Hồng mi Ấn Độ, với tên khoa học là Panthea stinisoni và tên tiếng Anh là Rose leonsac, còn được gọi là hồng mi Ấn Độ trong tiếng Việt, là một thành viên thuộc họ Barbidae và Chiphunthius. Hồng mi Ấn Độ có nguồn gốc chủ yếu từ vùng Nam Ấn Độ và một số dòng chảy ở phía Tây Ấn Độ. Vùng phân bố của chúng khá hẹp, điều này làm cho hồng mi Ấn Độ trở nên đặc biệt quý hiếm và hấp dẫn. Loài cá này lần đầu tiên được giới thiệu tại các triển lãm thủy sinh vào năm 1997, đánh dấu một bước tiến lớn trong việc phát hiện và giới thiệu các loài cá mới. Vào cuối năm 2003, hồng mi Ấn Độ chính thức xuất hiện trên thị trường Hồng Kông và từ đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người chơi cá cảnh. Khi còn nhỏ, hồng mi Ấn Độ có màu sắc nhẹ nhàng với phần lưng hơi ngả vàng nhạt, trong khi các phần còn lại của cơ thể có màu nhạt hơn. Tuy nhiên, khi cá trưởng thành, sự thay đổi về màu sắc và hình dáng của chúng rất đáng chú ý. Hồng mi Ấn Độ sẽ phát triển một lớp vảy sáng bạc trên cơ thể, cùng với các sọc đen nổi bật chạy dọc theo thân và qua mắt, kéo dài đến các vây của cá. Đặc biệt, trên các sọc đen là một dải sọc màu xanh đỏ, tạo ra một kiểu dáng giống như lông mày đỏ. Chính vì vậy, cá còn được gọi là hồng mi Ấn Độ hoặc đao mày đỏ, với vẻ ngoài độc đáo và quyến rũ. Trên thị trường hiện nay, chúng ta có thể tìm thấy hai loại hồng mi Ấn Độ khác nhau. Một loại là hồng mi Ấn Độ hoang dã, thường có giá cao hơn nhưng có dáng hình đẹp hơn và màu sắc nổi bật hơn so với loại nuôi nhân tạo. Loại còn lại là hồng mi Ấn Độ nuôi nhân tạo tại Indonesia. Loại này thường có giá rẻ hơn nhưng màu sắc có phần kém hơn so với loại hoang dã. Việc lựa chọn giữa hai loại này phụ thuộc vào sở thích cá nhân và ngân sách của từng người chơi cá cảnh. Về tập tính, hồng mi Ấn Độ chủ yếu phân bố ở khu vực hẹp tại Nam Ấn Độ, nơi chúng thích hoạt động vào ban ngày. Loài cá này có chế độ ăn uống rất đa dạng và không kén ăn, điều này giúp chúng dễ dàng thích nghi với môi trường nuôi dưỡng. Tuy nhiên, do sự gia tăng dân số và ô nhiễm môi trường, sinh cảnh tự nhiên của hồng mi Ấn Độ đang bị thu hẹp. Điều này làm cho việc bảo tồn và chăm sóc loài cá này trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong môi trường bể cá, hồng mi Ấn Độ là một loài cá khá dễ dàng để chăm sóc. Để đảm bảo sức khỏe và màu sắc đẹp nhất cho cá, bạn nên cung cấp cho chúng một chế độ ăn cân bằng. Thực phẩm sống nhỏ và thực phẩm đông lạnh như chuồn chỉ, tảo và các loại thức ăn khô chất lượng cao là rất tốt cho hồng mi Ấn Độ. Các loại thực phẩm chìm xuống cũng rất được ưa chuộng bởi chúng giúp cá dễ dàng tiếp cận và tiêu hóa. Đặc biệt, thực phẩm chứa astaxanthin và các carotenoid khác có thể giúp tăng cường sự lắng đọng sắc tố đỏ trên cơ thể cá, làm cho màu sắc của chúng trở nên rực rỡ và nổi bật hơn. Khi nói đến việc phân biệt giới tính, bạn có thể nhận thấy rằng cá cái trưởng thành thường lớn hơn cá đực và có màu sắc hơi tối hơn. Điều này có thể giúp bạn dễ dàng phân biệt và quản lý loài cá này trong bể của mình. Cuối cùng, để cùng nhau chiêm ngưỡng và trao đổi kinh nghiệm về hồng mi Ấn Độ, hãy chia sẻ những bức ảnh về hồng mi Ấn Độ mà bạn nuôi. Chúng tôi rất mong được xem những hình ảnh đẹp và ấn tượng của loài cá này từ các bạn. Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị và thành công trong việc nuôi dưỡng hồng mi Ấn Độ. Liên hệ với Nota Shop Việt Nam để biết thêm thông tin và sản phẩm hữu ích cho việc nuôi cá.